Em vừa về tiếp tục mẫu Innova là sớm nhất chiều nay nha. Tại nói chung là bên em cũng vừa dọn xe xong đây. Đây là mẫu xe hàng G, xe gia đình cô chú anh chị. Bốn quả mâm là nguyên bản theo xe. Em này màu vàng két cô và con có bác nha. Nước sơn bên ngoài chuẩn nè, gầm bọc ở trong nè, sáng ngời luôn. Nó gầm nè, không có một dấu hiệu là bục bọt ở dưới gầm nha. Đèn halogen nguyên bản luôn 2.0 cô chú anh chị ạ. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này bà con cô bác biết rồi đó, 9 lít nha. Được cái này là mẫu này là nồi đồng của đá vô đối thủ, chạy bền lắm. Mua về chạy gia đình vẫn cút 7 người, SUV quá ok luôn. Tháng 8 năm 2023 đăng kiểm. Đây cô chú anh chị, option nội thất của em đó đây. Ở trong là sạch sẽ không? Hai bên sống gần, trụ A trụ B không có dấu hiệu đâm vào móp méo ghế nữa. Ghế chủ nhà bọc da xịn sò. À, số má là bao chất nè cô chú anh chị. Đó, đẹp không? Đây bà con nè. Sạch lắm. Tắp bì. Em này hầu như là keo, là keo, keo là keo rim tuyệt đối 100% nha cô chú anh chị nha. Không dịch vụ nha, được cái liền không có dịch vụ. Tắp bi cửa vân gai nè, còn đẹp như thế này. Nội thất option ở trong khá là chỉnh chu, trần là trần nỉ, ba gian lạnh một trước hai sau. Phía sau chúng ta sẽ có hai băng ghế ngồi ở trong là cô chú anh chị. Rộng rãi. Vỏ tương đối là khá mới. Hơn vỏ là 60-65%. 49A10958 nha. Đây bà con. Hai bên đinh bấm rất là chuẩn. Phía trong nè, keo chỉ rồi cánh trong nè. Đó cho theo cho anh nghĩ thì tầm giá tiền 200 mấy thì bà con mua cái mẫu này về cho anh nghĩ xứng đáng đồng tiền mới gạo. Vì mua về mình chạy phục vụ cuộc sống gia đình nè, mình chạy dịch vụ nè, mình kiếm thêm thu nhập, mình lo cho vợ con cái gia đình thì cho anh nghĩ là quá ok luôn cô chú anh chị ạ. Được chưa? Xe này không mua thì mua xe gì? Đường không đi thì chắc chắn rằng con đường sẽ mang đầy cỏ dại nha. Mà người không mua xe giao lưu qua lại thì như thế nào ạ? Chúng ta mãi mãi đành phải xa nhau. Ok chưa? Vô lăng trang bị là túi khí. Keo cột, mạc tem theo xe hết nha. Đó, sạch sẽ nè, keo nè, hệ thống keo nè. Keo rin toàn tập 100% cô chú anh chị ạ. Đi được 150.000 rồi. 427 km. Đây, cục máy nội em ru. Nói chung mấy mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng thì nói chung người ta có canh chỉnh cái mặt nắp cò này. Cái mặt nắp cò người ta có canh chỉnh này. 206 là mẫu Innova đời đầu. Nếu mà bà con biết chạy đi, biết sử dụng, biết chơi dòng Innova thì đời đầu. Đời đầu luôn luôn là một cái đời tốt nhất. Mới thiết kế ra mà. Họ thiết kế rất là chắc chắn cô chú anh chị nha. Kèo cột nguyên bản hết, không có đâm va dằn dằn trước nè, mạc tem phụ dằn phía trước nè, sạch sẽ. Keo chỉ nè, đây nó có dập một tí xíu chỉ ở đây, ra quay luôn nè. Đó, quay tới đâu rồi nó tới đó nha, nó dập ngay cái mép đây nè. Nó dập một tí xíu trên đây thôi. Nắp capo vẫn là nắp capo rin và bên đây nè. Bên đây là keo chỉ rin nè. Đó, keo chỉ rin hết nha. Mạc tem là cô chú anh chị nè. Được chưa? Đó là Trần Anh và báo xe chi tiết và rất là chuẩn đến tay người sử dụng đó. Nó có dập ở đây nha bà con có bác nha, dập như đây khúc nè. Quay là cô chú anh chị thấy rồi gì. Đó vậy thôi. Còn chất xe là ok luôn. Chất xe là bao VIP bao phê. Mời bà con cô bác trải nghiệm tiếp phần gầm cùng với Trần Anh nè. Đây là gầm xe Innova. Đây là gầm 206 nè. Đó gầm bệ. Sạch sẽ chưa? Không có dấu hiệu là bục bọt ở dưới gầm nhé. Đó vậy thôi. Bà con đam mê mẫu này alo cho Trường Anh. Em khép lại chương trình tại nơi này nhé. Trường Anh, see you and goodbye.